Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi xác nhận trên địa bàn huyện vừa xảy ra vụ bốn người dân bị ngộ độc, trong đó có một người đã tử vong. Cụ thể, khoảng 16 giờ ngày 8 tháng 1, trong lúc đi thu hoạch cây mây rừng tại thôn Làng Tốt, xã Ba Lế, huyện Ba Tơ, bốn người dân, bao gồm ông PVKN 52 tuổi chú xã Ba Dinh, ông PVN 44 tuổi chú xã Ba Lế, chị BTP 35 tuổi chú xã Ba Lế. Và ông PVT, 44 tuổi, trú tại thị trấn Ba Tơ, đã uống nước nấu từ dễ cây rừng tại một lán trại. 17 giờ cùng ngày, cả bốn người đều xuất hiện các triệu chứng đau đầu, chóng mặt và có dấu hiệu bị ngộ độc nặng. Ngay sau đó, ông PVN, PVT, chị PTP đã báo với gia đình và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi. Riêng ông PVKN, do chủ quan cho rằng các triệu chứng trên sẽ tự hết nên cố gắng chịu đựng cơn đau, nằm nghỉ tại lán trại. Sau khi biết được thông tin, gia đình ông PVKN đã tìm đến lán trại và đưa ông N đi cấp cứu thì phát hiện nạn nhân đã tử vong. Đây không phải là trường hợp đầu tiên xảy ra sự việc đáng tiếc tử vong sau khi uống nước nấu từ rễ cây rừng. Trước đó, tại tỉnh Nghệ An cũng đã xảy ra một sự việc tương tự. Theo Tri Cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm Bộ Y tế, thời gian vừa qua, trên địa bàn huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An cũng đã xảy ra một số trường hợp ngộ độc do sử dụng rễ cây mú tình làm nước uống và ngâm rượu. Điển hình là hai trường hợp tại xã Châu Bính và Quỳ Châu với biểu hiện đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, nôn nhiều, la hét, hoảng loạn, nói nhảm sau hai ngày uống nước nấu từ cây mú tần. Sau đó, cả hai đã được đưa đến trung tâm y tế huyện để cấp cứu. Tương tự trường hợp trên, tại địa bàn xã Thái Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An cũng đã xảy ra trường hợp liên tiếp 7 người bị ngộ độc sau khi uống nước nấu từ cây rừng. Cụ thể, sau khi uống nấu nước từ thân cây cắt trên rừng, một nhóm người bao gồm 7 người xuất hiện triệu chứng bị ngộ độc được chuyển ở bệnh viện để cấp cứu ngay sau đó. Ông Nguyễn Quang Sơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thái Sơn, huyện Đồi Lương, Nghệ An cho biết, một nhóm công nhân bao gồm 7 người nghi ngộ độc do uống nước nấu từ cây rừng đã được chuyển đến bệnh viện tuyến tỉnh để cấp cứu. Nhóm công nhân này bao gồm có 7 người đều ở huyện Ngọc Lạc, Thanh Hóa. Ít ngày trước, 7 người này có cùng nhau vào Nghệ An chặt keo thuê cho một người dân trên địa bàn xã Thái Sơn. Trước ngày 14 tháng 10, trong lúc chặt keo trên rừng, nhóm người này cắt một ít dây leo mọc trên rừng về cắt nấu nước uống. Đến khoảng 16 giờ chiều cùng ngày, những người này xuất hiện triệu chứng buồn nôn, đau đầu, chóng mặt nên được đưa vào trạm y tế xã Thái Sơn. Những người này có mang một ít rễ cây và thân cây nhưng không có lá để xác định được là cây gì. Các bác sĩ đã hỏi họ thì họ cũng không biết tên cây này, lãnh đạo trạm y tế xã Thái Sơn nói. Sau khi sơ cứu, 7 nạn nhân tiếp tục được chuyển lên bệnh viện đa khoa Đô Lương. Ngày trong đêm, các bệnh nhân tiếp tục được chuyển xuống bệnh viện tuyến tỉnh để điều trị. Về trường hợp trước đó, ông Nguyễn Tân Minh, giám đốc trung tâm y tế huyện Quỳ Châu, Nghệ An cho biết, đơn vị xác nhận đã cấp cứu ban đầu cho bệnh nhân Lim Văn Xuyến, sinh năm 1984, trú bản Kẻ Ninh, xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu, có dấu hiệu bị ngộ độc. Bệnh nhân Xuyến nhập viện với triệu chứng nói nhảm lung tung, quấy phá, nói không đúng chủ đề, lên cân loạn thần, kích thích vật vã, nóng nảy, tay chân khuôn lung tung. Theo lời kể của người nhà, anh Xuyến bị đau xương khớp đã tử rất lâu. Một tuần nay, gia đình đã đun cây mướt tần để uống, Mỗi ngày, anh xuyên uống khoảng 1,5 lít. Khoảng 1 giờ 20 phút, ngày 14 tháng 7, anh Xuyến đang ngủ, liên bật dậy nói nhảm lung tung và sau đó quấy phá lên con loạn thần, kích thích vật vã, nóng đầy. Gia đình đã đưa bệnh nhân vào trung tâm y tế Quỷ Châu để cấp cứu. Các bác sĩ xác định bệnh nhân bị ngộ độc do uống nước nấu từ cây rừng có tên mú tần. Sau khi cấp cứu ban đầu, bệnh nhân được chuyển xuống bệnh viện hữu nghị đa khoa Nghệ An điều trị. Trước đó trên địa bàn huyện Châu Kỳ cũng đã xảy ra một vụ ngộ độc nấu nước từ mú tần với các biểu hiện tương tự. Cụ thể, sự việc xảy ra vào hồi tháng 6 vừa qua. Vợ chồng anh Vi Văn Tê và vợ là chị Vi Thị X, chú bản Sang Cọc, xa Châu Bính, đã lấy rễ mú tần từ rừng về, phơi khô, đem đun nước uống. Hơn 10 tiếng đồng hồ sau khi uống, cả hai vợ chồng đều có triệu chứng đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, bước đi loạn choạng. Sau khi được cấp cứu, Tê đã được giải độc, còn chị X bị nặng hơn, phải điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Nghệ An. Theo báo cáo của Tri Cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Nghệ An, trong đó một trường hợp có biểu hiện nặng hơn vẫn còn tình trạng lên cơn, đập phá đồ đạc nên tiếp tục được chuyển xuống bệnh viện tỉnh để điều trị. Khi bị ngộ độc do độc tố cây mú tình, bệnh nhân có các triệu chứng thần kinh như nói nhảm, nó không đúng chủ đề, quấy phá, tay chân khô lạng choang, lên cơn loạn thuần, quyết tích vật vã. Trường hợp nặng có thể gây tổn thương não, tổn thương thận và dễ dẫn tới tử vong cây mú tần có thân dài khoảng 5 đến 15 m thuộc cây dây leo thần gỗ lá mọc kép đối xứng loài cây này có ít hoa cánh hoa dài màu hồng lất phát và có đài phủ lông bên ngoài rễ cây có màu nâu đỏ ở phía ngoài ở trong lõi có màu vàng và ngoài sân xuôi kích thước không đồng đều và rất chắc khỏe rễ cây thường được phơi khô ngâm rượu uống để sử dụng các bài thuốc chữa xương khớp tăng cường sinh lý tuy nhiên ngoài một số nghiên cứu nhỏ phân tích về hoạt chất hóa học thì chưa có nghiên cứu nào về dược tính y học của nó không chỉ xảy ra trên địa bàn Nghệ An mà trước đó đại diện Sở Y tế Lào Cai cho biết cũng đã xảy ra sự việc tương tự. Cụ thể, ba nạn nhân ở xã Chỉ Quang, huyện Bảo Thắng được người nhà đưa đến viện cấp cứu trong tình trạng đau bụng, buồn nôn, đi quài, mờ mắt. Trước đó, họ ăn trưa tại gia đình với thịt ngan, gà, lợn, giò, rau ngót, tiết canh ngan, rượu ngâm, củ cây thượng lục và rượu trắng. Ba người đều uống vài chén rượu ngâm rễ cây trong bữa ăn. Trung tâm Y tế Bảo Thắng đã lấy mẫu thực phẩm rượu gửi viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia. Kết quả mẫu kiểm nghiệm cho thấy mẫu rượu ngâm củ thương lục và mẫu củ thương lục phát hiện ở độc tố. Theo tri cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Lào Cai, thương lục là một loại cây thảo dược sống lâu năm trong đông y, cây thương lục có thể dùng làm thuốc chữa một số bệnh nhưng phải dùng theo hướng dẫn của thầy thuốc. Phytolactosin là một chất độc hại có trong toàn bộ cây. Khi được sử dụng lực nhiều sẽ có cảm giác tê môi, tê đầu lưỡi, vã mồ hôi, dẫn đồng tử, tăng tiết đầm nhất, nôn mửa, tụt huyết áp, co giật, liệt hô hấp, hôn mê và có thể dẫn tới tử vong nếu không điều trị kịp thời. Thương lục là cây thảo sống lâu năm, có chiều cao trung bình khoảng 1,5 m Cây tân lục có thân hình trụ nhẵn, không có lông, ít phân nhánh có màu xanh lục và lẫn đỏ tím là cây to, mọc so le ở phiến lá với hình tròn có cuống, hai mặt lá nhẵn, chiều dài 10 đến 30 cm và rộng 13 đến 14 cm. Hoa tương lục có màu trắng, cụm hoa hình chùm, bao gồm nhiều hoa mẫu năm, có chiều dài từ 15 đến 20 cm. Dễ củ mập có nét nhìn giống củ nhân sâm nên rất dễ nhầm lẫn. Quả mọng có màu đỏ tím. Trong đông y, cây tung lục có thể dùng làm thuốc chữa một số bệnh nhưng phải dùng theo đúng sự hướng dẫn của bác sĩ. Chất độc hại có trong tất cả các bộ phận của cây khi ăn phải liều lượng nhiều sẽ có cảm giác tê môi, đầu lưỡi, đau bụng, vã mồ hôi, sẵn đồng tử, tăng tiết đầm, nôn mửa, tụt thiết áp, co giật, liệt hô hồ hấp, hôn mê và có thể dẫn tới tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời. Chi cục khuyến cáo người dân tuyệt đối không ăn các loại đồng thực vật lạ, không tự ý sử dụng thuốc nam, thuốc đông y khi chưa có sự hướng dẫn của thầy thuốc không uống nhiều rượu ngâm thuốc hoặc ngâm nội tạng động vật. Khi có những dấu hiệu của ngộ độc thực phẩm, cần phải lưu giữ, bảo quản toàn bộ thức ăn để phục vụ điều tra, đồng thời đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất. Để chủ động phòng ngừa ngộ độc do một số độc tố ở cây rừng, người dân tuyệt đối không tự ý thu hái, sử dụng các loại nấm rừng và các loại rễ, thân, quả của cây rừng không rõ loại, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không rõ công dụng bởi chúng có thể gây ra ngộ độc, nguy hiểm đến sức khỏe và thậm chí là có thể dẫn tới tử vong. Trước khi sử dụng bất kỳ loại dược liệu nào, người dân cũng cần phải tham khảo ý kiến chuyên môn của thầy thuốc được hướng dẫn phù hợp với thể trạng sức khỏe của người bệnh. Khi phát hiện những triệu chứng bất thường, cần đưa ngay đến cơ sở y tế nơi gần nhất để được cấp cứu điều trị kịp thời. Thông qua những sự việc kể trên, chính quyền địa phương cũng khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng các loại cây không rõ nguồn gốc để nấu nước ngâm rượu uống hoặc dưới các hình thức khác để phòng tránh ngộ độc.